Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thảo rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Và sản phẩm bất động sản lần này em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị một lô đất có diện tích là 20.000 mét vuông nha tất cả anh chị. Hơn 20.000 mét vuông tí, tầm 20.200 mét vuông á. Thì lô đất này có hai mặt tiền luôn nha tất cả anh chị. Một mặt tiền là xe tải 8 tấn tới đất nha, mặt tiền nhựa nha tất cả anh chị. Điện 3 pha. Đầu trên là mặt tiền xe ba gác, xe hơi là cũng có thể vô đất được nha. Đầu trên đó là xe hơi vẫn vô đất được. Có nghĩa là hai mặt tiền xe hơi nha tất cả anh chị, mặt tiền hai đầu. Thì với mặt tiền ngang là 44 m, chạy dài vô là 480 mấy mét á, 481 m. Lô đất này có điện 3 pha nha. Thì với mặt tiền 44 m, xe tải 8 tấn, thì đối với mặt tiền này là các anh chị có thể chuyển đổi mục đích sử dụng được nha các anh chị. Các anh chị có thể chuyển đổi đất thổ nha, được 50 m đầu nha các anh chị. Có nghĩa là từ ngay mốc lộ giới vô 50 m là mình chuyển đổi mục đích sử dụng là chuyển thổ được nha. Có điện 3 pha. Thì cái hướng này chạy thẳng ra là hướng về Thạnh Hóa nha, về kinh 24. Còn cái hướng ngược lại là mình về dòng ra, dẫn ra được chợ Tân Tây nha các anh chị, nha tất anh chị. Thì cách quốc lộ 62 tầm khoảng 4 km nha tất anh chị. Cách chợ Tân Tây tầm khoảng 4,2-4 km trở lại thôi nha. Thì các mốc giáp ranh của lô đất này là có sẵn hết nha. Hiện tại là đang trồng mai nha tất anh chị, với diện tích là 20.200 mét vuông. Hiện tại là đang trồng mai. Thì mai tổng cộng là khoảng hơn 3.600 gốc nha tất anh chị. Hơn 3.600 gốc. Thì mai này trồng cũng tầm khoảng 6-7 tháng gì hơn rồi nha tất anh chị. Chắc cũng gần 10 tháng gì đó rồi. Nói chung đã mai em thấy cũng có tàn sơ sơ rồi nha. Dành cho các anh chị nào, các nhà đầu tư nào mình về mình mua đất để làm vườn, hoặc là có đam mê về trồng mai á, thì có một cái vườn mai hẳn hồi luôn nha. Kế bên á, thì có một cái lô trồng dừa. Nói chung là khu vực này á, làm mai làm vườn là ok lắm. Tại đây ngay chỗ khu vực Tân Tây nha các anh chị. Thì cách thành phố Tân An tầm khoảng 25 km nha các anh chị. Cách trung tâm Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tầm khoảng 10 km nha. Còn đối với các anh chị khu vực Sài Gòn về tới đất, tầm chạng chạng cỡ khoảng 55 km nha các anh chị. Từ ngay chỗ Nguyễn Văn Linh nha, các anh chị có thể đi theo quốc lộ 1A về tới thành phố Tân An. Các anh chị quẹo phải nha các anh chị, quẹo phải hướng về chợ Tân Tây. Hoặc là các anh chị có thể đi theo cao tốc về tới thành phố Tân An. Đối với các anh chị đi theo cao tốc thì các anh chị mình cũng quẹo phải xuống cao tốc thành phố Tân An nha, hướng về Thạnh Hóa nha tất cả anh chị, về tới chợ Tân Tây là em có thể dẫn cho các anh chị xem đất được nha. Em sẽ nhắc lại nha tất cả anh chị, lô đất này có diện tích là 20.000 mét vuông, là hai mẫu nha, mặt tiền lộ nhựa nha, với mặt tiền ngang là 44 m nha, chạy thẳng dài là 481 m. Lô đất có hai mặt tiền nha tất cả anh chị, đất hiện tại là đang làm vườn nha, đang trồng mai. Sản phẩm rất là đẹp nha. Phía trước lô đất có một cái con kênh rộng chạng chạng cỡ cũng khoảng 9 đến 10 mét nha, cực kỳ thoáng mát luôn. Phía trước các anh chị có thể xây các nhà vườn, làm vườn, phía sau mình làm mai, ok luôn nha tất cả anh chị. Rồi em sẽ không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu, em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này nha. Thì tổng diện tích là 20.000 mét vuông, thuộc xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Hiện tại là đang trồng mai và full hai mẫu luôn nha, full 20.000 mét vuông và tổng cộng là hơn 360 gốc mai nha tất cả anh chị.
Lô đất có hai mặt tiền, một mặt tiền xe tải 8 tấn nha, là mặt tiền 44m, chạy thẳng dài vô luôn là 481m, phía sau là cũng là mặt tiền luôn. Và mặt tiền phía sau đó xe hơi cũng có thể chạy tới đất được nha. Và giá bán chính chủ là 7 tỷ 500 triệu nha tất cả anh chị, 7 tỷ 500 triệu nha. Giá này nói chung thì chủ báo giá là 7 tỷ 500 triệu, thì các anh chị nào có nhu cầu thiện chí thì gặp được chính chủ nha. Nói chung là giá này là sát giá nha, 7 tỷ 500 triệu nha tất cả anh chị. Và lô đất này có hướng phong thủy với mặt tiền lộ nhựa, thì đó là hướng nam nha, hướng chánh nam. Các anh chị nào, các nhà đầu tư nào đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản để làm vườn, xây các nhà vườn và cần vào hướng chánh nam nữa, thì đây là một sản phẩm dành cho các anh chị luôn nha. Lô đất này có điện 3 pha luôn, thẳng hồi luôn, để làm vườn, xây các nhà vườn. Hoặc là các anh chị nào làm cái kho nhỏ nhỏ nha, cần xe tải 5 tấn, 8 tấn đâu đó là ok luôn. Và cái phía sau lô đất này là một mặt tiền xe hơi nữa. Hoặc là dành cho các anh chị nào nếu mà tài chính cũng tầm trung trung nha, mình mua hùng nhau, mình có thể cắt chia lô đất này thành 4 lô chẳng hạn, chạy thẳng dài vô đó, mình cắt ra với mặt tiền mình ngang qua khoảng 250, phía sau và phía trước rất là đẹp nha. Nói chung là phía sau dài là 481m nha. Trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Thì khu vực Tân Tây và khu vực huyện Thạnh Hóa thì đa phần lô đất hậu dài khoảng 500 nha tất cả anh chị. Nhưng mà được cái là hai mặt tiền, thì dành cho các anh chị nào mà có thể phân lô mà mình để chia sẻ cho anh em trong gia đình mình ở đâu đó, hay là đầu tư bán lại cũng được, thì mình có thể cắt dài vô 250, dài với mặt tiền full vô 250 là rất là đẹp nha. Em xin nhắc lại nha, chủ bán hết sổ này là 7 tỷ 500 triệu nha các anh chị. Và những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha. Thì ai đứng tên đất, ai có quyền quyết định về giao dịch về thửa đất, thì các anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha các anh chị. Trên màn hình các anh chị, đây là hướng chánh nam, hướng của cái mặt tiền lộ nhựa nha. Mặt tiền lộ nhựa có điện 3 pha. Còn cái hướng ngược lại chắc chắn là hướng chánh bắc rồi nha. Mặt tiền đầu dưới là hướng chánh bắc nha các anh chị. Và đây là khoảng cách từ vị trí lô đất về tới chợ Tân Tây, tầm khoảng 3,5km là theo đường chim bay. Nếu các anh chị đi đúng đường chắc cũng chạng chạng cỡ 4 cây số hơn nha. Từ Sài Gòn về khoảng 55km nha các anh chị. Các anh chị đi cũng cực kỳ nhanh luôn. Nếu các anh chị đi về cao tốc thì tầm chạng chạng cũng khoảng 45 đến 1 giờ đồng hồ trở lại thôi nha. Chạy tèn tèn thôi cũng rất là gần. Và các anh chị cảm thấy sản phẩm này ý phù hợp với mình thì các anh chị cứ liên hệ vào số điện thoại 0828 367 167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất các anh chị. Và em sẽ tư vấn cho tất các anh chị những cái sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào nhu cầu của các anh chị luôn nha. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo cầu nha tất các anh chị. Thì các anh chị có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ liên hệ qua anh em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như đáp ứng những sản phẩm phù hợp cho tất cả anh chị luôn nha. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha tất cả anh chị, trước video đều có mã số hết. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha tất cả anh chị. Và tùy theo thời gian và tùy theo mỗi khu vực và một cái sản phẩm bất động sản sẽ có giá trị khác nhau hết nha. Anh chị không nên áp giá từ lúc thời điểm trước mà qua thời điểm này, hay là hoặc khu vực khác mà về khu vực này chẳng hạn, thì mỗi nơi là mỗi giá trị bất động sản khác nhau nha. Nhưng các anh chị nên tìm hiểu thị trường trước khi mà quyết định mình mua hoặc là đầu tư nha. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất về bất động sản. Và biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật là ưng ý. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều.